Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy, tại sao khi hành pháp môn giải thoát không thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm? Tại sao khi hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thì được chư Phật quá khứ, vị la hiện tại hộ niệm? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy, tại sao khi hành năm loại mắt thì được chư Phật quá khứ, vị la hiện tại hộ niệm? Tại sao khi hành sáu phép thần thông thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy, tại sao khi hành 10 lực Phật thì được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm? Tại sao khi hành 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xà, 18 Pháp Phật bất cộng thì được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy, tại sao khi hành Pháp không quên mất thì được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm? tại sao khi hành tánh luôn luôn xả thì được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm bạch thế tôn đại bồ tát ấy tại sao khi hành tất cả pháp môn đà la ni thì được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm tại sao khi hành tất cả pháp môn tam ma địa thì được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm Bạch Thế Tôn đại Bồ Tát ấy tại sao khi hành trí nhất thiết thì được chư Phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm tại sao khi hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì được chư Phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm phật dạy này thiện hiện vì đại bồ tát ấy khi hành bố thí ba la mật đa quán bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm khi hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm này thiện hiện vì đại Bồ Tát ấy khi hành pháp không nội, quán pháp không nội chẳng thể nắm bắt được nên được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm. Khi hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không 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 tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được nên được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm